thiết kế mô hình biển đảo quê hương bằng vật liệu tái sử dụng, nấu những món ăn vặt hay tham gia các trò chơi vận động là những hoạt động thiết thực tại Ngày hội Quận 8 hướng về biển đảo quê hương lần thứ 2 năm 2024 được tổ chức trong sáng nay. Đem đến hội thi lần này, trường Mầm non Bình Minh đã thực hiện mô hình với chủ đề Niềm tự hào Tổ quốc Việt Nam. Điểm nhấn của mô hình chính là việc sử dụng các nguyên vật liệu tái sử dụng. Trường đã tận dụng những cái nguyên vật liệu mở như là những cái vỏ hộp giấy, vỏ hộp sữa nè, rồi bìa cạc tông, rồi nắp chai, truyền đạt những cái tình yêu quê hương đến với trẻ qua những bài hát, câu thơ, câu chuyện, không gian văn hóa Bắc Hồ. Đặc biệt hơn là thông qua những cái giờ học về tạo hình, tận dụng từ những hộp sữa mà bé uống được và những nắp chai đã cùng cô làm những cái chiếc thuyền, những mô hình về biển đảo để mà đem đến cái mô hình này thực tế gần gũi đến với trẻ. Trẻ nó sẽ khắc sâu hơn khi mà bàn tay trẻ tự làm với cô. Đây là một trong số 51 mô hình biển đảo tiêu biểu được các giáo viên tại các trường trên địa bàn thực hiện để tham gia vào ngày hội. Song song với hội thi thiết kế, ngày hội còn lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương đến với đông đảo người dân trên địa bàn quận 8 với các hoạt động như hội thi văn nghệ, giai điệu Tổ quốc tôi, vận động trường, tự hào biển đảo Việt Nam, hội thi làm bánh mứt, ấm tình quân dân. Là một người trẻ thì cái việc mà bảo vệ quê hương biển đảo là một việc rất cần thiết. Bạn có thể tìm hiểu những trang thông tin đúng về trên trang đoàn trường, trang đoàn quận đoàn, trang đoàn thông tin của thành phố. Bạn hãy chia sẻ, chọn lọc đúng những thông tin. Thông qua các hoạt động ngày hội thì chúng tôi huy động sự đóng góp của người dân, của đoàn viên, hội viên, các em học sinh để gây quỹ, đóng góp về quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, cũng như là tổ chức các hoạt động chăm lo hậu phương quân đội trên địa bàn quận 8. Ngày hội cũng ghi nhận đóng góp cho quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc từ các đơn vị và người dân với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 1,8 tỷ đồng. Đây là những tình cảm quý báu của nhân dân quận 8 cùng hướng về biển đảo quê hương.